Dạ vâng, gửi lời chào đến toàn thể các bác đam mê bẫy bìm bìm trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là shop bên em lại giới thiệu cho bác một cái sản phẩm, đó là mẹt bẫy bìm bìm hai mặt nhà em đang cung cấp ở ngoài thị trường. Thì các bác quan sát trên màn hình đây, em sẽ giới thiệu chi tiết về cái mẹt này cho các bác cùng tham khảo một lần nữa. Rất là nhiều những video trước thì em cũng đã giới thiệu về cái mẹt này rồi. Còn video này thì em cũng giới thiệu chi tiết lại cho các bác hiểu rõ được về cái mẹt này. Thì đây các bác quan sát trên màn hình nhé. Đây là một cái mẹt bẫy bìm bìm hai mặt này nhà em này. Đấy. Đây. Thì nguyên liệu chính để làm nên cái mẹt này thì được làm bằng inox hoàn toàn các bác nhé. Và nhà em đã sơn cho bác một cái lớp màu sơn màu xanh này để đảm bảo cho các bác là tăng cái tính ngụy trang. Đấy. Còn về cái phần đây là về cái phần lưới của nó này các bác này. Đấy, lưới của mặt sập nhé. Lưới của mặt sập này thì được làm bằng lưới sợi dù, sợi thì là rất là to để đảm bảo cho các bác là sử dụng không bao giờ rách được cái lưới này. Trừ trường hợp mà các bác mắc vào cành cây các bác giật mạnh ấy thì em không dám nói, nhưng mà các bác đánh để cẩn thận thì không bao giờ hỏng được cái lưới này các bác nhá. Đây các bác quan sát này, cái lưới này buộc rất là chắc chắn vào cái khung thành này nhá. Đây tất cả cái viền này là đều được buộc vào cái khung thành này để đảm bảo là nó rất là chắc chắn, khi con mồi nó sập vào rồi ấy, con bổi ở bên ngoài nó sập vào rồi thì nó dây dụa kiểu gì cũng không bao giờ ra được. Nên các bác cùng tham khảo lắm, ngay cả hai mặt như một à. Đấy, đều buộc rất là chặt vào trong khung thành này rồi. Đấy là về phần lưới của nó. Còn về cái phần cầu tử hai bên này nha các bác nhá. Đấy, hai bên cầu tử này thì được làm bằng gỗ song rồi. Đấy, để đảm bảo cho các bác là tăng cái tính tự nhiên và con bìm bìm nó sẽ nhảy vào đây nó sẽ sập. Còn về cái phần móc của đầu ngoài này. Đấy, móc ở ngoài này thì thiết kế cho các bác một móc, cái móc là khi con bìm bìm ấy, nó sập rồi thì nó sẽ dẫy ruộng. Đấy, nó sẽ vướng cái móc ở ngoài này. Đây nó sẽ vướng cái móc ở ngoài này các bác nhé. Đây các bác cùng tham khảo này. Đây nó sẽ vướng vào đây, đảm bảo là không bao giờ thoát khỏi được. Đấy, sập là 100% sập rồi, không có độ trượt được. Đấy. Đấy là về cái phần này. Còn đây là phần cầu tử thì khi mình gài lên như này. Đây em sẽ gài mẫu lên, em sẽ giới thiệu thêm một tí một chút nữa là về cái phần cầu tử này. Thì cái phần cầu tử này nhé, từ cái mặt đất lên đến cái cầu tử này là khoảng độ tầm 5 phân. Đấy, đảm bảo là khi con bìm bìm ấy nó đi ở ngoài tự nhiên vào thì nó sẽ vướng ngực vào đây, bắt buộc là nó sẽ nhảy lên đây và nó sẽ ăn con mồi ở bên trong này. Đấy, các bác đặt con mồi vào bên trong này là các bác đánh không. Đấy, về cái độ nhạy của nó thì rất là nhạy rồi. Còn về cái lò xo, đây là về cái phần lò xo này thì được làm bằng thép chịu lực các bác nhé. Đấy, làm hẳn ra ngoài này cho các bác này để đảm bảo cho các bác là đánh không bao giờ nhão được. Đấy, một mặt thì gồm hai cái lò xo này. Đấy, hai mặt là bốn cái các bác nhé, đều là lò xo bằng thép chịu lực. Đấy, chỉ có lò xo này và lưới thì làm khác thôi, còn tất cả là inox hoàn toàn. Đấy, thì cái mẹt này thì có hai chức năng. Đấy, chức năng thứ nhất là các bác có thể là đánh ở trên cây cũng được, hoặc là các bác có thể là đặt dưới đất đánh cũng vẫn được. Đấy, rất là đa năng. Đấy, cái mẹt này là mẹt đa năng các bác nhé. Đấy, thì mà khi các bác mà không đi đánh ấy, thì các bác có thể gập lên. Đấy, ở đây nó có một cái chốt này, ở đây có một cái chốt nhé, các bác bỏ cái chốt này ra. Đấy, các bác có thể là nếu mà không thích thì các bác địa hình mà không cho phép thì các bác có thể là gập lên như này, và ở đây có một cái móc này. Đấy, các bác có thể là đánh một mặt thôi. Đấy, địa hình nó nhỏ ấy, hoặc là đấy các bác gập lên như này các bác mang đi. Còn trường hợp mà các bác mang về đấy, các bác không đánh nữa thì các bác gập cả hai mặt lên đi. Đấy, rất là tiện lợi, gọn gàng, không bao giờ bị cồng kềnh. Đấy, thế các bác xách đi như này rất là gọn. Thì bây giờ em sẽ bỏ ra và em sẽ test thử cái độ nhạy của cái mẹt này cho các bác cùng tham khảo. Thì em sẽ bỏ ra này. Thì ở đây nó có một cái lẫy này nhá, các bác lưu ý là cái lẫy ở đây này. Khi các bác đánh thì các bác bỏ cái lẫy này ra. Đây. Đấy, các bác lại gài lại. Bây giờ là em sẽ test thử cái độ nhạy của cái mẹt này. Đây nhá, ở đây có một cái lẫy gài này. Thì các bác gài cho em một cái mức vừa đủ thôi, đừng gài sâu quá mà đừng gài lông quá nhá. Đấy, gài một cái mức vừa đủ đấy thôi. Thì bây giờ là em sẽ test thử cho các bác về cái độ nhạy của cái mẹt này. Đấy, các bác thấy không, rất là nhạy. Khi con bìm bìm nó dẫy dụa này, nó sẽ mắc cái móc ở đầu ngoài này là không bao giờ ra được. Đấy, không bao giờ thoát ra khỏi được. Còn em sẽ test thử nốt cái mặt bên kia nữa. Đây, bây giờ là em sẽ test thử nốt mặt bên này. Các bác cùng tham khảo. Đấy, rất là nhạy luôn.
gãy thế nào cũng không bao giờ ra được. Nghĩa là về cái độ nhạy của cái mẹt này thì các bác nào mà có nhu cầu về cái mẹt này, nhà em cung cấp cả một mặt này, mẹt một mặt, mẹt hai mặt, và cả lụp bìm, bẫy bìm bìm các bác nhé. Tất cả những cái thòng bẫy bìm bìm hoặc là con bìm bìm mồi giả nhà em cũng cung cấp. Nếu mà bác nào mà có nhu cầu ấy, hãy liên hệ trực tiếp cho em qua hai cái số điện thoại mà em để góc màn hình video. Còn bây giờ một cái video ngắn thì em xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video sau.